Về Đồng Xoài Bình Phước ăn gì và ở đâu? Nếu mà chưa biết ăn gì á thì bạn hãy thử ăn lẩu thang máy đi nha. Hello cả nhà, vừa rồi Mận đã có một chuyến đi Tây Ninh viếng núi Bà. Xong á thì có việc mình phải ghé về Đồng Xoài Bình Phước á, cái thấy nhà hàng Tom Bay này bự quá nè, ghé vô ăn luôn. Trời ơi, rất là lâu rồi Mận mới quay trở lại Đồng Xoài Bình Phước luôn á, không ngờ bây giờ ở Đồng Xoài có nhà hàng bự như vậy luôn. Ở đây có bán các loại nước lẩu Trung Hoa nên cũng có quầy pha chế nước chấm y như là Hai Di Lao đổ ở trên Sài Gòn của mình vậy đó. Ở trên bảng cũng có sẵn công thức á, bạn nào thích thì pha theo công thức, còn không á thì mình cứ tự sáng tạo ra mấy món nước chấm riêng của mình. Chờ lẩu thì sẽ hơi lâu một chút nên trước tiên mình sẽ nhấm nháp bằng món bao tử cá xào cải chua. Phần này có giá 139.000. Vị chua của cải chua rất là nổi bật luôn á nha. Còn cái bao tử cá nó sực sực rất là ngon luôn. Còn đây là món cô ca đã gọi nè, cơm chiên tôm kèo hoa đậu biếc 99.000 một phần. Nhìn trưng bày hấp dẫn đúng không? Một phần này á sẽ bao gồm có cơm và một con tôm càng nha. Phần cơm chiên thì có màu hoa đậu biếc, nhìn khá là bắt mắt. Vị nêm nếm thì rất là vừa ăn luôn, nhưng mà điểm trừ là cơm hơi khô nha. Món này sẽ dành cho ai thích ăn cái dạng cơm khô khô giòn giòn á. Tiếp đến sẽ là phần tôm rang sốt bơ cay trứng muối 379.000 một phần, được nhân viên giới thiệu là best seller ở đây đó. Khen hoài thì cũng ngại nhưng mà cái sốt ở đây đúng là ngon luôn á mọi người. Cái sốt bơ cay trứng muối nó thơm mà béo và cay cay ngon dễ sợ. Nghe giá tôm các bạn sẽ thấy hơi cao, nhưng mà đây toàn là tôm càng còn sống bắt ở dưới hồ lên rồi chế biến liền không à. Ta-da! Bây giờ món chính đã tới rồi đây, lẩu thang máy. Menu sẽ có 4 loại nước lẩu cho các bạn lựa chọn, nhưng mà Mẫn đã chọn lẩu Thái Tom Yum và lẩu cay Tứ Xuyên. 79.000 cho một ngăn nước lẩu nha. Còn đây là tôm càng xanh nè, tính theo con 79.000 một con, nhưng mà tôm càng còn sống nha. Tôm phỉ thúy 129 canh, bắp hoa bò Mỹ 149 canh, rồi có luôn ốc heo 39.000 một bộ với lại mực nữa nè. Giá nhiều quên rồi, kêu nhiều quá cũng không nhớ hết giá nữa. Đây là nước lẩu cay nè, còn cái này là nước lẩu Thái Tom Yum. À quên, địa chỉ ở đây là 379 Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước. Tôm càng thì khỏi bàn về cái độ tươi nữa, tại vì bắt từ dưới hồ lên mà. Đây nha, cái quán này chính xác là dành cho những bạn nào mà thích ăn hải sản còn tươi sống thì các bạn cứ việc tới đây. Quán ở đây á thì phía dưới sẽ là nhà hàng ăn, còn phía trên lầu á sẽ là quán cà phê. Mấy cái loại tôm phỉ thúy này nè, nếu mà các bạn muốn tự làm cũng được, còn không các bạn có thể nhờ mấy bạn nhân viên làm giùm, mấy bạn ở đây cũng nhiệt tình lắm. Và đặc biệt cái chỗ này có cái thang máy này nè mọi người ơi, mỗi lần đồ ăn chín á cả nhà nhấn cái thang máy nó sẽ đưa đồ ăn lên, mình sẽ dễ múc hơn. Về nước lẩu dầu cay Tứ Xuyên, khi mà Mẫn húp vào Mẫn có cảm giác giống như là nước hầm xương vậy mọi người. Tuy không phải là ngon xuất sắc nhưng mà vị nó rất là khác so với các loại nước lẩu dầu cay mà Mẫn đã ăn ở Sài Gòn. Nhìn cái ớt với dầu nổi lên bền trên nước lẩu vậy thôi á, chứ cái nước lẩu nó vừa phải, không quá cay và cái lượng dầu không quá nhiều nha. Mình có thể yêu cầu nhân viên cho nhiều dầu hoặc ít dầu. Nói chung cái nước lẩu dầu cay Tứ Xuyên ở đây Mẫn thấy người ta đã điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị người Việt và người dân nơi đây. Chứ mà đúng gốc lẩu của Trung á thì rất là cay tê nha. Còn đây là tôm càng nè mọi người thấy không, cái thịt nó chắc nịch luôn. Còn nước lẩu Thái Tom Yum á thì vẫn là vị chua cay nhưng mà nổi bật là cái vị chua nha, còn vị cay thì rất là ít. Và Mẫn nghĩ nên cho ngọt và mặn thêm tí xíu sẽ ngon hơn. Còn cái món này do là đói con mắt với lại thấy cái món này lạ quá nên kêu thử, chính là món ếch om chuối. Nào giờ ăn lẩu ếch lá giang, lẩu ếch măng chua, nhưng đây là lần đầu tiên mà ăn ếch om chuối. 379.000 cho một nồi ếch to bự này nha, kèm theo mấy cái chuối luộc với lại rau nè. Cách ăn là mình sẽ cho chuối vào nồi nè, sau đó nấu lên cho sôi rồi nhúng rau vào rồi ăn thôi. Trong một nồi này có tàu hũ và có rất là nhiều ếch luôn. Tuy nhiên là món này sẽ không phù hợp cho những bạn sợ da ếch nha. Mà các bạn ơi, tại vì lúc nấu xong á, da ếch nó rất là mềm luôn, các bạn có thể lột ra một cách dễ dàng. Cái nước dùng của nó có vị thanh thanh, béo nhẹ và nổi bật nhất là cái vị chua. Mẫn không biết vị đó có phải là vị đặc trưng của món này không, nhưng mà đối với Mẫn á thì nên dặm thêm một chút ngọt và mặn nữa sẽ ngon hơn. Còn cái chuối á mình ăn và nó bùi bùi giống như là khoai vậy đó. Món ăn thì rất là ok, nhưng mà điểm trừ là khu vực nhà hàng không có máy lạnh, ngồi buổi trưa nóng quá trời.